Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Là một trong 10 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra ở Lạng Sơn, bà Võ Thị Hà ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi đi lễ xong tại ngôi đền ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đoàn khách ra xe về. Vừa đi được vài km, xe ô tô gặp nạn. Thời điểm đó, đa số người có mặt trên xe đang ngủ. Khi nghe tiếng động mạnh, tiếng la hét thất thanh, bà vội vàng tìm kiếm người thân. Gia đình bà Hà có 3 người, đi chuyến xe này gồm 2 vợ chồng và người em chồng, tất cả đều bị thương. Bà Mai Thị Bông, thành phố Hạ Long, một nạn nhân khác của vụ tai nạn kể lại. Lúc lên xe ngồi bà còn thức, nhìn ra đường khá tối, đột nhiên có tiếng va chạm rất mạnh và bà ngất đi. Và phút sau, bà Bông tỉnh lại thấy xung quanh mọi người kêu khóc, cánh cửa xe khách bật ra, bà nhanh chóng bò ra khỏi xe, bà Bông bị thương ở mắt. Một người phụ nữ 59 tuổi là nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa về nhà ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Người phụ nữ này cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời kể của người phụ nữ này, đoàn của bà gồm 16 người, cả lái xe, đi lễ đền ở Lạng Sơn từ 4 giờ sáng hôm 30 tháng 10. Sau khi kết thúc lễ ở các đền, thì đến 2 giờ 7 phút ngày 31 tháng 10, đoàn lên xe để về Quảng Ninh. Xe đi được khoảng 10 phút thì thấy tiếng động rất lớn, liền đó mọi người trong xe bị đẩy về phía trước và đập vào ghế, kèm theo là những tiếng kêu la hoảng loạn. Sau tiếng rầm rất lớn, xe rung lắc dữ dội, vỡ hết cửa kính sổ. Người phụ nữ này ngồi sau ghế lái xe nên bị đập mạnh vào thành ghế, đau nhói vùng bụng. Nhiều người trong xe kêu cứu, lúc này nhìn ra bên ngoài thấy khói bốc cao, bà liền hô hoán mọi người rồi nén đau để trèo ra khỏi cửa sổ thoát thân. Sau vụ tai nạn, tại hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ của xe, nhiều người nằm bất động. Những người còn sống và bị thương được tài xế xe container cùng những người gần đó hỗ trợ thoát khỏi xe và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết trong đoàn có 15 hành khách đi lễ, có 2 vợ chồng tổ chức thuê xe, rủ 13 chị em cùng chơi với nhau từ Quảng Ninh lên Lạng Sơn làm lễ. Một người phụ nữ thoát nạn khác cho biết, khi đang nói chuyện với bạn ngồi bên thì chị nghe tiếng rầm, sau đó bị hất văng lên trần xe rồi đập xuống ghế đau điếng. Dù đang rất đau nhưng chị vẫn cố bò ra khỏi cửa kính xe đã vỡ. Ra khỏi xe chỉ vài phút thì chị liệm đi. Lúc tỉnh dậy thì chị đã thấy mình đang được cấp cứu tại bệnh viện vì đa chấn thương. Trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ở Lạng Sơn, có 10 người bị thương hiện đang được các y bác sĩ cứu chữa. Tại hai trung tâm y tế huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, đến trưa 31 tháng 10, có tất cả 10 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn cơ bản ổn định sức khỏe. Trước đó khoảng 2 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10, trung tâm y tế huyện Chi Lăng nhận được tin báo yêu cầu hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn. Đơn vị đã ngay lập tức điều động cán bộ y bác sĩ cùng xe cứu thương đến hiện trường, đưa 7 nạn nhân về điều trị, tuy nhiên một trường hợp đã không qua khỏi trên đường đến trung tâm. Khoảng 3 giờ cùng ngày, khi về đến trung tâm y tế huyện, các nạn nhân bị thương vẫn trong tình trạng hoảng loạn. Bác sĩ đã kiểm tra kịp thời xử lý chấn thương, đồng thời động viên nạn nhân yên tâm điều trị. Tới 9 giờ ngày 31 tháng 10, 3 trong 6 nạn nhân bị thương được đưa vào trung tâm y tế huyện Chi Lăng đã được xử lý vết thương. Những trường hợp này bị thương nhẹ hơn nên sau khi thăm khám, trung tâm đã đồng ý cho nạn nhân chuyển về quê ở tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi điều trị. 3 trường hợp còn lại bị chấn thương phần mặt, sườn đã được điều trị và có thể cho chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi theo nhu cầu. Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng tiếp nhận 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, 2 trường hợp nặng. Sau khi được kiểm tra, các y bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu. Ca mổ thành công, một người xin chuyển về bệnh viện tại Quảng Ninh, một người điều trị tại trung tâm, 2 trường hợp còn lại xin chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Cơ quan chức năng vừa thông tin danh tính các nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa một xe khách 16 chỗ và 2 xe đầu kéo vừa xảy ra ở Lạng Sơn. Theo thông tin mới nhất được cập nhật, vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương. Các nạn nhân tử vong gồm Cao Văn Toàn sinh năm 1992, trú Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh; Ngô Thị Nga sinh năm 1971; Bùi Thị Thủy sinh năm 1970; Trần Thị Thanh sinh năm 1952; Bùi Đức Thuận sinh năm 1980. Các nạn nhân bị thương gồm Võ Thị Hà sinh năm 1963, Lê Thị Nhàn sinh năm 1970, Mai Thị Bông sinh năm 1948, Nguyễn Thị Loan sinh năm 1969, Vũ Thị Thanh sinh năm 1968, Nguyễn Thị Ngoan sinh năm 1964, Bùi Duy Quân sinh năm 1967, Vũ Công Tiến sinh năm 1960, Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1978, Vũ Thị Thúy sinh năm 1971, đều ở Quảng Ninh. Xe khách loại 16 chỗ do tài xế
QĐT, tên viết tắt, 57 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh điều khiển. Danh tính hai tài xế lái xe đầu kéo được xác định là anh NVT, tên viết tắt, 38 tuổi, trú tại Bắc Giang và anh Nguyễn Thành B, tên viết tắt, 27 tuổi, trú tại Bình Định, điều khiển. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lạng Sơn. Công điện nêu rõ, theo báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, tại km 70 800 quốc lộ 1A, thuộc dốc rừng cấm huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ ngồi với xe semi rơ móc và xe container đi theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn này là làm 5 người tử vong và nhiều người khác bị thương, 3 ô tô hư hỏng nặng. Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Thủ tướng cũng phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng các đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp tới hiện trường, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị liên quan, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm. Bộ trưởng Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân vi phạm. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra việc quản lý vận hành hệ thống thiết bị, giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, bảo đảm, yêu cầu giám sát chặt chẽ liên tục, phát hiện ngay các vi phạm để kịp thời. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các địa phương có liên quan khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên nạn nhân vụ tai nạn giao thông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trường rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.